là xong. Đi là 7-4 là 21 triệu nguyên bộ. Đó. Cái lưỡi của sợi lưỡi mới hay là lưỡi kim? Lưỡi mới mua vô 25.000 lưỡi thay vô là xong. Lưỡi bự luôn. Bỏ ra anh bỏ ra đi. Lưỡi mà anh chị em thấy gàng lại thôi. Thì thức tay nha, quay quay chừng thức tay nha. Lưỡi đưa là xong rồi. Mấy lưỡi Việt Nam phải không? Lưỡi gàng không chứ phải Việt Nam đâu. Ở đây có không? Có luôn anh. Mấy lưỡi kia thì mình đập ra mà. Bán 7 triệu thôi. Bớt 500.000 thôi cho nó gọn. Rồi tự về nghe thú. Anh về đâu quên nãy quên rồi ta. Tiểu Cần Trà Vinh nha. Tân Hùng Tiểu Cần Trà Vinh. Rồi. Có coi trong máy mới biết rồi. Vậy hả? Em bán qua tới bển luôn á. Tân bán qua đầy đủ, giờ Mỹ đi Bến Tre đó kìa. Trà Vinh Bến Tre là luôn. Nè đi Vĩnh Phúc luôn nè. Hà Nội luôn nè. Phải cho có coi cho YouTube đó. Ờ. Có thấy đây ngoài đường vậy. Nghe anh ơi. Cái nào anh? Ủa Hữu Toàn anh? Hữu Toàn anh mới bán cục đó, mới nãy có coi trực tiếp không? Ờ. Hữu Toàn mấy ký anh? Qua để em hỏi anh cái. Cái Hữu Toàn có 25 ký. Đâu có đâu. 16 ký bự nhất à. Hữu Toàn 16 ký bự nhất anh ơi. Alo. Ai mua vậy anh nói gì anh? Xong mua hai máy á. Bán lâu rồi. Bán hôm qua rồi. Hôm qua hả? Dạ, bán cho Sài Gòn mà. Dạ. Còn mấy tháng rồi. Đâu hai máy ba máy. Alo. Đúng rồi. Dạ, mua cái gì? Anh bán rồi anh. Còn một máy không anh ơi? Hai máy thường thường bán ở Sài Gòn. Tăng chưa được 5 phút tao mua rồi. Xin ra làm đang làm trưởng phòng chỗ mà xin chưa ra anh mua luôn mới sợ lên bán á. Ra đặt cọc luôn chiều về chở luôn. Ba máy có không? Ba máy trên Sài Gòn anh. Ba máy trên Sài Gòn bán rẻ à. Thường qua xài ba máy gì? Thường xài ba máy gì? Qua ta thấy đăng lên mạng đó. Ờ, bán rồi. Ê, có gì tôi nhắn cho anh Bon. Là 16 nữa hết ra hả ta? Toàn phải chứ 16 nữa hả? Em báo nó coi. Cứ lựa con nào cũng được. Chất lượng tốt chẳng được rồi. Anh không cần lựa để lựa cho anh đi. Con này ok nè phải không? Thôi nhông con mua. Đúng rồi ok. À, có 16 nữa là hết ra anh ơi. Chỉ có chưa Trung Quốc mới lớn thôi. 25 là chỉ có Đài Loan thôi. Dạ, nó cũng đang bán con nè. 3.2 luôn nè. 16 rồi là bằng 20 người Trung Quốc đó. Ờ, nó bằng 10 rồi. Nó mạnh lắm. Còn đang còn cũng chạm cái đó. Kia. Cái chụp hình gửi giùm. Đó, cái bộ nó chụp rồi đó. Không mình gửi con kia kìa. Có bên đó luôn. Ờ. Lấy tiền cọc rồi hả? Nào. Thôi được rồi. Gửi tiền đô về đó. Bây giờ bên Mỹ đang tối. Mà gửi tiền gì chứ? Đang gửi mai sáng mai nó gửi. Mà gửi tiền cọc chưa? Gửi rồi. À, được rồi. Ở dưới bán 49 triệu á. Một ly quá. Bên mua 46 triệu rẻ được 3 triệu. Qua bên Trà Vinh nè, không có giá này nè. Đi là giá dữ lắm à. Hả Trà Vinh mà. Nào ta, đi cần muối mình không? Không nói gì tiểu cần gì đó. Tiểu cần à? Tiểu cần phải không anh? Dạ, tiểu cần. Rồi. Không à. Quay quay cái này quay cái này anh quay cái này quay đầu bố nè mới được. Quay đầu bố quay đầu. Ê, vô cái cần lên. Đúng rồi. Quay đầu bố em nha.
nhầm đó, nhẹ hiệu vậy đó. Đừng có vô số chết, phải vô số sống. Số sống là lúc chăng chạy máy. Tại cái đó chỗ nhầm vậy nè. Phải vô số sống. Cái này phải độ nhất của mình nha môn. Giống như xe anh để số anh tắt máy, vô số khó lắm phải chạy máy. Trong có quay gì nè mình. Ờ, vô nhẹ. Anh này đã có kinh nghiệm dàn sới trên 20 năm nha bà con. 30 tuổi kinh nghiệm làm dàn sới trên 20 năm. Nghĩa là 10 tuổi anh đã biết gì dàn sới rồi đó. Đó nó có hộp sơn đó nghe anh. Có hộp sơn nữa. Hộp này đâu? Em lấy cái chơi để nó mất. Em đi Sài Gòn là mất tiêu hết trơn không? Mua lấy dán vô được. Cái gì không lấy lấy mất hộp sơn không à? Hộp sơn dễ lấy. Dễ lấy. Cặp bánh này đổi không? Anh muốn thích cặp nào cho đổi cặp đó. Đã ưu tiên khách hàng mà. Anh phải hài lòng mới được. Thích cái nào đổi cái đó. Quá đẹp rồi còn chê gì nữa. Đổi nhất đây. Đúng rồi. Dặn ốc đít rồi đổi nhất lên. Đó mình xiết ốc lại đó, về gửi đây luôn để mình xài. Con Nhật là nó xài chứ mình không xài đâu. Như con Go đó. Con này rửa đẹp này nha. Nè có lóc nè, thấy không? Còn cái xì nhất à, chưa rửa đó. Rửa lên là ghiền luôn á. Có số con chưa rửa nữa kìa. Hello. Gió hay nước hả anh? Nước không bán rồi, 5,5 triệu anh em báo giá đó. Dạ. Không còn gió không à? Hết 7, 5 triệu. Hết anh. Không anh dùng nó hết, chúng ta nước có thể xài lắm, ta còn mắc rẻ bỏ hết. Ở đây xài gió mà. À, đúng rồi, con hỏi mà 5,5 triệu mua được là ngon quá rồi. Con hỏi bán nhẹ 5 á. Nguyên bộ gáp lên cho anh là đẹp liền luôn á. Đã lắm. Con này là chưa rửa lên cái lóc á, nhìn nó lóc biết ha. Bánh thì thích cặp nào đỡ cặp đó, không quan trọng bánh. Cái nào đổi đường lên ngoài cho đổi hết. Bánh bỗng là đổi hết luôn. Ở xa đây nó lo cho anh đừng có lo. Thích bánh nào đổi bánh đó cho anh luôn. Ok. Cho đổi lộn cho đẹp lên bộ đi. Nhà ở xa mà. Alo. Yêu cầu anh phải mua nhớt đúng mà bỏ quyền đó. Gửi rồi đó, anh mấy gửi gì đâu ta. Nhớt ra theo kỹ thuật xong của Nhật đổi vô coi. Rồi nó mệt nhất thôi. Dạ. Đi phân con chín ngựa. Rồi để em coi giấy coi.